Suối rất là đẹp các bạn. Bây giờ mấy bà con mình xuống đây để tắm táp tí. Hay là suối ở đây rất là đẹp các bạn nhé. Em ơi, em gái đang bận vệ sinh như này. Hả? Đang bận vệ sinh mình cũng bận. Đầu nguồn, à cuối nguồn là được, đừng có đầu nguồn. Đúng rồi. Ra cái rồi lấy cái con khoáng tan ra chả biết nào nó thực tế rồi. Ui cái này đi cắm trại đây đẹp hết rồi chứ. Lúc này là bắt được một con rồi, treo cái kìa. Quả rượu đấy, có rượu em ăn luôn đấy. Quay cảnh đấy luôn trực tiếp. Đất ăn được mà. Đây rồi anh ạ. Nhìn rái thì không sao cả, suối to rồi không vấn đề cả em ơi. Em ạ, em ơi. Đây, em rửa nước cái là có rượu rồi, có em đã quay luôn trực tiếp mà. Đây cua đà đúng không anh? Ừ, không, nó vẫn là cái cua đà đấy. Cua đà thôi. Anh cầm với em về đây làm. Ôi à. Rát thế. Dùng nước, dùng nước. Người dân chắc là người có. Chú Hàn con người đây. Con lòng người dân chắc là như nào mà nó tăng lên, tăng lên. Có cái chuyện đạp cái này, đạp cái này. Hả đấy con, trèo lên trôn đấy con ạ. À, chú ỉm con. Nó nữa, chắc là ở đồng mái chứ, chắc là phải đấy. Thế là quyết định nướng đấy hả bác? Ừ. Nướng luôn à? Đâu rồi? Cua đâu rồi? Đây mấy anh em chú cháu đang tổ chức nướng luôn cua ở bờ để chiến đấu luôn. Nay, nay có đem theo rượu và bia. Bia thì trên kia rất là nhiều đấy. Dạ. Cẩn thận. Bia hả? Bia ấy. À. Đây à? Quay lại đi. Cho tắm đi cho. Ờ, trong này là lon bia nhưng mà trong này là để rượu các bác nhé. Tí nữa là mấy anh em chú cháu là nướng mấy con cua ở suối là bắt đầu chiến đấu với cái số rượu này đấy. Đây thì để đây. Vì để kia sợ nó rơi xuống suối là mất uống luôn. Nhóm bếp đây. Cua là cầm theo trên kia rồi à? Sao ông đấy cầm rồi à? Cua cầm túi, cầm theo túi cua nhỏ. Nhưng giáo ngoại này còn được thêm này. Cua thì mấy em đang vẫn cầm trên kia rồi. Lấy cho cái bồ nó đi. Xong cho tù nó từ chức tế nó ngắm thường sứa. Không có nguyên nó tế nó chứ không có. Cái tiền từ đó. Đây đúng rồi, bằng bằng nhám nhé, bằng lên đi. Ôi chịu. Nó phải khóa điểm lại xem nào. Không không muốn được như thế nữa. Đó. Bao vai, bao hẳn vai ổn ạ. Ồ, kia rồi, lá ở tay cái điểm nó điểm này là ừ. Xem thanh niên này bể được cái thanh củi này không. Đấy, tính là từ bao khách nào từ. Nó đang bị trượt đấy. Đấy, đó, nó điểm tỉ mà là dễ luôn. Sau đó cái lớn khóc ấy ủn phải bao vai ấy. Chứ bao như lên sực là cũng chẳng hạn biết là cái điểm đấy điểm lực là phải phần ra tứ phải tứ lực. Hai bên này là cái chỗ là lửa này to nữa. Đấy. Như điếu không nhỉ? Đấy. Đâu cái từ từ đấy anh để kiếm cái này làm được. Này thì than đèn lắm nhỉ. Thôi thì nếu cho than nó ra mới cho nó vào đấy như vậy. Cái này hơi nóng ấy. Anh chỉ thích là nửa nướng trong ngọn lửa đó. Mình muốn ngọn lửa kiểu này. Mình muốn nướng ngọn lửa là phải kiểu này. Giờ thì dao không có, bây giờ bảo đi cái đi chơi ở chỗ tắm rửa trên hồ, trên lực cuối thì mình cả có một cái giao giúp mình đi theo kèm theo thì vấn đề bây giờ mình dùng những cái là tích mình nghiên cứu và làm thôi.
Thế này các bạn, hôm nay thì mấy anh em đi lên chơi suối thôi. Thấy cua để bắt xong nướng rồi, còn không đem theo một cái gì đâu. Không gia vị gì hết, không có cái dao kéo gì. Bây giờ là có cái cây gì đấy bác nhỉ? Đây là cây trúc ở đồi đây. À bây giờ là xiên cua đây à? Không phải là xiên, nữa là kẹp cua. Kẹp á? Chẻ đôi à? Ấm thế. Lạnh. À bố ơi, bố có bài không? Cho ba cây. Trời gì, chuối này mới ướt à? Bố vào tháng con cho bố tiền 500. Đi là để có cái nó mang tính chất là nó yếu đi, không giấy được. Đấy. Thì là mình cũng chẳng ấy được. Ném trực tiếp luôn đấy à? Thế? Chuyên định trực tiếp này. Cảm thấy là nó nghe nó mất cái kiểu của nó luôn. Cứ phải kiểu này đi em này. Con nào bé đấy cho mình trong, con to cho mình ngoài đúng không em, đúng không? Được mà em, đây, ok đúng không? Được rồi. Nhận đúng không? Nó cũng đơn giản một cái này, nó hợp lý em nhận không? Thế thôi. Phải ăn như cây ơi, khổ lạ. Đây này, nói đúng câu là đây là phải sống có cái không gian đất này. Thì cảm xúc này đúng không? Cái con này, cái con thì đang lạnh. Nó mà thương mà cháy nhá. Hả? Con này mà cháy đấy. Kệ là cho nó cháy ăn mới ngon được. Muốn chả biết gì nó cháy thì ta ăn mới ngon được. Bố đúng là không có văn hóa ẩm thực. Con nói chả đúng. Bây giờ bình thường con nói bố thì phải chửi con đấy. Đó, ôi tao ăn được ạ. Nướng tự nhiên đừng nướng ăn sổi nó kể cả là hạ cái đi đồi ngày trước cái gỗ mẹ còn cho thế này nhanh hơn đúng không? Tốt nhất là người ta ăn sống. Dạ, nhưng mà con trăng phải lấy cây tươi nhá, còn nướng sống ấy. Còn mấy con này này? Còn một con. Mấy con một con này sắp trốn như này. Nó sắp muốn không vào cái đồi nữa. Nhưng mà nướng cái này nó hợp lý mà. Cảm thấy nó mang tính chất là nó hấp dẫn hơn. Quay ca để quay đi hỏi gì đi không? Thì đấy là vấn đề này hỏi. Hỏi cha, nè. Có cả tư này đi, cho đi bò. Mấy con này thì nướng nốt đi mà. Ở đâu thôi? Đây gì? Nó kìa, con gái này. Kì cọ. Nhà thơm rồi đấy. Cho đấy ăn sổi quá thì nó cuối to rồi. Mình phải tận dụng những cái chỗ là mình không có thực tại ở chỗ là suối. Đây các bác, cái lon bia mà anh em vừa uống xong này. Ở đấy. Mình tận dụng đó. Bác mày bác ấy mày theo bàn đá bây giờ xong rồi như này này. Bây giờ thì cho cua vào để hấp đấy, hấp bia đấy, có bia luôn mà. Đó. Riêng cua mà hấp bia này là vàng đẹp lắm nhỉ, màu nó đẹp lắm. Giống như là cái biển. Hôm nay là được hai món đấy chứ. Món cua nướng và cua hấp đấy chứ. Cua hấp bia. Đi suối mà ăn sang đấy nhỉ. Hay cho mấy ít bia để hấp cua đi. Ôi, Vy Vy, dạ. Làm con kia à? Làm con kia thịt là ngon hơn đấy. Con này cháy cho mình. Đang chuẩn bị thì có câu. Lon mấy con cua đấy bác? Đây là lúc này đây là có 4 con đấy rồi. 4 con đấy. Đấy, bây giờ thì cho lon bia lên và hấp cua. Bia hấp cua. Ôi con đường nó ra kìa bác kìa. Một chút nữa là nó cảm giác là nó không hợp cái môi trường của nó là nó cứ nó hình như là nó bị thủng à. Lon nó bị thủng à. Vâng. Vàng rồi đấy. Xong còn lại khô khô rồi chín. Con kia nó cháy mất mấy càng này. Ê, em đặt được một cái viên đá thẳng thẳng lên là nó hấp cua luôn. Không bò ra được đâu. Đấy, em lấy cái viên thẳng 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 kìa. Úp lên phát. Đấy, cái không sao thì nó là từ nó vào cái đường mắt nó vào có nước ấm là nó bảo là úp. Nóng và khô rồi đấy. Đang sông hơi. Ồ, đồng chí về là có mấy nhiều không?
nhiều không? Đấy, về về đầy, về là món hấp đi. Giờ này còn chưa có gì. Đấy. Anh em mình lấy toàn bộ những hiện, hiện tại luôn ở chỗ hiện trường luôn là những cái đấy là những cái đồ đấy đồng chí này về cho nhiều không? Nhiều nè. Nó cắn em từ đầu nguồn cắn xuống này. Đấy. Khoảng mấy con đấy? 7 8 con đúng. 7 8 con nhưng mà nó con này ôn con này nó cắn em. Nó xuống đất. Đưa túi đây, đưa túi đây. Thả hết con này xuống. Không, không thả xuống thả, nó sẽ mất. Mất ăn à? Đấy. Ôi xa. Rách tay. Con kia là con. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhiều hấp sao lắm. Khả năng tí là mình cho vào đấy là hết đấy. Nó lên để cho các cụ uống rượu. Nhanh lên nào. Ok. Đi chủ đầu đi. Anh em mình cây bốn cái gọi là bia hấp, cua hấp bia đâu, cua ta con la hấp bia. Nhiều vài. Lúc nãy thì bảo là cũng bác. Cho bác làm cho. Ừ, để cho bác làm đi. Đấy, bây giờ này tiếp tục là món Coca Cola này hấp bia. Hấp bia. Đâu? Cua hấp Coca Cola. À đấy. Đi ngược lại. Đây mài xong rồi các bác. Mài một tí và đá là được như này các bác. Sản phẩm của anh em như vậy thôi. Này vẫn cái thùng à? Kia rồi được bi chưa? Nước này nó chỉ mang tính chất là mang tính chất hấp đi, không phải luộc. Nên bây giờ là lấy coca ra đi. Coca ra. Coca ra rồi. Coca ra rồi. Có hấp coca. Này này về một tí nước này. Hôm nay là thực ra là có một... chú ấy có hình như có một con cua rơi đấy. Hoàn xịt luôn này. Hôm nay có sẽ có 3 món cua nướng này. Cua hấp bia này với lại cua hấp coca. Ấy là cả từ từ. Mình thì nóng vậy. Nó kẹp à? Mấy con kẹp mặc quần vào. Mấy con kẹp mặc quần vào người ta quay. Mà thì rất là hát. Thịt cả con trâu đi. Thịt cả con trâu đi. Bỏ thịt làm gì? Nó nói tiếng đau đúng không ạ? Bắt kia lại phạt tiền. Ngày xưa đâu còn phạt tiền. Wow. Con này tắm coca này các bác. Con này bị thủng rồi, chắc rớt tầm đấy thôi, rớt tầm đấy là vừa đấy. Cái đồ. Ok, đóng nắp được không? Okay, lắp rồi. Có thể là viên đá mỏng nhỉ? Nhưng mà đấy. Đấy, cứ đặt đấy tí là bọn nó không bò lên được. Ra bảo mấy con kia mặc quần vào. Không rồi các bác nhé. 3 món. Kia thì bên này thì giải lá chuối sẵn rồi. 2 con đó để vào đây rồi. Mà con nướng kia đâu rồi? Ăn rồi à? Ô. Hôm nay mâm mình lớn đi nhỉ? Đấy. Thế này không uống rượu à chú? Rượu con nào hết con đấy à? Thằng này ăn nhanh thế mày chả mời chú gì à? Mày bắt à? Mày ăn ghê này. Hả? Đấy, mua luôn luôn à? Mua cả nó đấy không ơi? Quay đâu? Đấy. Quay hiểu không? Thôi. Không phải 2 bình rượu thậm chí quang luôn đấy. Còn nữa là ông trước con cháu để con cháu bình xuống vậy mà ông để cả con đòn gánh này nữa. Con gánh, con gánh không? Bây tiền. Mệt lắm. Chuyện đâu? À chà. Ủa không ăn cua nha bố nhá. Thì không ăn đâu. Aghi. Không ăn đâu. Cua này chưa chín đâu, ăn làm gì? không ngon đâu mà. Theo chín chín rồi đấy. Chín ơi, không ăn được đấy đâu. Các bác nướng qua đấy để ăn cho nó chơi vui mà. Thôi con ăn. Đây là chuột hốt đúng không?
túi trên kia. Dừng đây. Không dừng đấy. Có cái hai buồng chuối rừng. Vâng, đây là chè rượu. Cắn đi, ăn đi, ăn đi. Về để cho nó chín. Cá cẳng. Chát. Để nó chín đâu? Để chín luôn thì ngon. Về để chặt ra phơi khô, rồi ngâm. Cá cẳng. Năm mươi nghìn coi như năm chục đi. Ăn đi. Ăn đi. Chín mà. Ăn, ăn đi, ăn. Này. Chưa khai trương đâu rồi nhá. Mày mày này giỏi nhất đấy. Tao uống đi. Năm mươi nghìn coi như năm chục của ông. Cháu uống đây. Đây là rượu này. Rượu à? Ông tắm. Cháu mua ông tắm được mấy triệu. Bỏ nó cua đây à? Thôi sẽ xem chín chín cho xong mà chiến đấu đi, xong về đi. Ăn cái ông này cũng làm cái một cái rau thơm đặc sản tương trưng ở trong núi đúng không? Là rừng đi, đồi đi, rừng đi. Đấy, thằng ơi, để nói là bây giờ mình làm sao có những rau thơm. Có dao không? Có dao không? Thằng ơi, hay là bóc lấy cái lõi của nó đi. Đồ ăn trong cái này. Đấy. 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 Củ hấp là chín rồi các bạn. Chín là chín rồi. Giống này nó nhanh đấy. Lon lon hấp coca này chín rồi đấy. Ăn kèm theo với cái cu đá của cu hoàng đế. Không đá, không không nói dầm nói sao cu đá bình thường luôn. Kèm theo đó là một cái chỗ là ăn cơm đế hát. Cái loài chuối của chú chim đi. Đó. Đây là không muối, ăn hơi khó ăn đấy.